chương bưu diêm, lạy cha chương bưu diêm. Amen. Từ muôn hương bao dân chúa đến hương kính cha. Chúa cha hương ghé mắt thương gian trần, cứu thoát sinh linh qua bao cơn khốn cùng. Ôi cha trương bưu diệp đây trên chốn vinh quang, con luôn luôn cảm tạ bao ơn phước cha ban. Qua bao năm miệt mài tin yêu vẫn trung kiên, vui xin thường dựng nên chúng ta rồi để cứu chuộc chúng ta, ban lành cho chúng ta trở nên là con cái của Chúa, và nhờ đó thì chúng ta có một sức sống mới để chúng ta làm việc cho chính bản thân của mình, cho gia đình chúng ta, cho tất cả những người thân yêu, đặc biệt là cho thế giới tại này rất là cần cái gương lành gương sáng của những người làm con cái của Chúa. Chính vì vậy mà khi được hỏi thì tôi nói rằng cái vấn đề cái lễ của chúng ta rồi là có một thánh lễ đặc biệt các cái năm đầu tháng cho tất cả những người làm việc ở đây, thỉnh nguyện viên, kể cả những cái người mà hay mong tới đây đó, cầu nguyện với cha trương bưu diệp để xin ơn lành của ngài, phần hồn cũng như phần xác đó thì cũng được gọi là ăn theo thôi. Nếu ai hỏi đó thì chúng ta nói với người ta bảo tôi ăn theo thôi, chứ không phải chính thức là chúng tôi ở trong hoàn cảnh như vậy. Anh em cũng phải khéo nói một chút phải không, để cho người khác người ta khỏi phải lộn xộn lúc tôi bay cả đó. Cho nên hôm nay làm lễ dân tới những ngày hôm nay đó, thứ nhất là để tán tạ được lễ ơn Chúa, cầu nguyện cho nhau, và đồng thời dân thánh lễ này cũng để cán tạm được Thiên Chúa qua một tháng rồi, biết bao những người xin ơn, được ơn, và biết bao những người cầu khẩn, xin lễ, không những cho ở đây mà còn cho cả ở tắc xây nữa. Đức Kitô đã phục sinh để ban ơn cho tất cả thế giới. Trong niềm hân hoan này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh toàn cầu luôn nỗ lực sống và rao giảng niềm hy vọng phục sinh cho nhân loại. Xin Chúa cho mỗi người chúng con lãnh nhận được sức sống của Đức Kitô phục sinh để dấn thân làm chứng cho Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô phục sinh là nguồn tình yêu mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta kính mến và cảm nghiệm thật nhiều tình yêu của Đấng phục sinh, để chúng ta biết sống yêu thương, tha nhân như Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của cha Francisco Trương Bưu Diệp,
Xin Chúa thương nâng đỡ, an ủi những anh chị em tật nguyền, yếu đau, để họ tìm được bình an. Những ai đang lâm cảnh gian nan, túng thiếu, đói khổ, tìm được nơi Chúa và anh em niềm vui an ủi, để nâng đỡ, vui sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời sớm con. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chương trình góp chữ chữ ký. Xin tuyên thánh cho người con của Chúa là cha Francisco Trương Bửu Diệp sớm đạt được kết quả tốt đẹp. Xin Chúa cùng tuôn đổ tràn đầy ơn phúc xuống cho cha Linh Hướng, quý ân nhân, quý vị đã bằng nhiều cách dưới mọi hình thức góp phần quảng bá, xúc tiến việc phong thánh cho Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời sớm con. Anh chị em thân mến, anh em thấy bài thánh thư và bài phúc âm mà anh em nghe đó, anh em thấy tin vào một cái ông bà chết và chết treo trên thập tự đó mà bây giờ lại sống lại, thật là khó phải không? Anh em có thấy khó không? Đó, ở với Chúa Giêsu bao nhiêu năm rồi, đi với Ngài đủ mọi con đường ở Palestine, rồi bây giờ đó Ngài sống lại, lạ lùng vậy, quá lạ đi chứ phải không? Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái điều đó đã xảy ra. Và nhờ vậy đó, anh em thấy có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó, khi có cái lòng tin vào Chúa rồi đó, đó thì chết vì cái lòng tin đó. Đó, anh em thấy rõ ràng các thánh tông đồ đó, ông Phêrô bắt đầu thì ông đâu có tin. Ông vào trong mộ đàng hoàng tử tế, ông ngẩn ngơ cái bài gọi là phúc ân tuần trước đó, ông không biết nữa, ông không tin nữa. Đó, rồi các bà tới đó đó, thì bà Maria Magdalena và hôm nay nói lại cho bà đó đó, thì bà cũng tới thế mồ trống à. Thì bà rất là một người phụ nữ bình an như mọi người vậy, bà không nghĩ rằng Chúa sống lại. Thì bà chỉ có một cái vấn đề đặc biệt đó, là bà chạy ngay về báo tin cho các tông đồ, đứa nào nó lấy xác của thầy rồi, nó không biết để đâu nữa. Đó, rồi bây giờ Chúa hiện ra, Chúa nói với bà ấy, tại sao bà khóc vậy bà? Khóc để quên tiền mọi cái, bỏ hết mọi chuyện. Thì bà lại tưởng cái ông này là coi vườn mới chết chứ. Ông có thấy không? Có ai bảo kêu thì ông nói cho tôi đi, để tôi đi tìm xác Ngài. Đó, nhưng mà có cái đặc biệt đấy, thấy không? Đây là cái mà chúng ta luôn luôn phải nhắc nhớ chúng ta, là cái lòng mến á, nó dẫn chúng ta vào cái đức tin. Và một khi cái lòng mến đã say sưa vì cái đức tin đó rồi đó, thì bất chấp mọi chuyện, anh em thấy rõ ràng. Và khi đó Chúa nói Maria, cái tiếng sao nó hay quá vậy. Cái tiếng đó nó trả lời vào đúng con tim của bà đó, là cái người đã sống và đã tin, đã yêu vào Chúa Giêsu đó, đó. Thì khi đó bà mới thức tỉnh ra hoàn toàn, và cuối cùng bà đã nhận ra Chúa. Cái ông Phêrô đó, thì Chúa nói rồi, con à, đừng có vớ vẩn. Con bây giờ con hăng say lắm, nhưng mà ngày nào đó con sẽ chối thầy trong trong. Đồ có, chối sao được, con thả chết với thầy à. Nhưng mà cuối cùng nó ra vào trong cái, có mấy cái cô mà giúp việc ở trong cái đền của vua Chúa đó, bảo ủa cái ông này mà tôi thấy cái ông này này, đúng rồi ông này đang nói tiếng Galilee mà, ông này thì đúng là cái, không tôi đâu có biết ông ta, tỉnh bơ à, đâu có biết ông ta đó. Rồi đến lần thứ hai một cô nữ thì khác cũng tới, rồi nhận ra ông ta đi với Chúa Giêsu ở chỗ nọ chỗ kia đó, cũng tới Chúa. Và cuối cùng ra thì ông ta tới Chúa đến ba lần.
rồi vớ vẩn đó, đi chạy bên nọ bên kia mà cũng tiếc xót lắm, để xem đó, cái sự xảy ra nó như thế nào đó. Và khi đó đó, Chúa Giêsu, họ đưa Chúa Giêsu đi ngang qua. Và anh em biết không, cái nhìn của Chúa, tại sao nó thân thương đến thế con à? Thầy nói rồi mà. Đó, đó con thấy chưa? Gà chưa gáy. Đó, mà con đã chối thầy đến 3 lần cơ mà. Và từ cái nhìn của Chúa Giêsu đó đó, rồi về sau này anh em nhớ rằng Chúa Giêsu nói với Phêrô đó, này con này, một khi con đã quay trở lại thì con hãy là trở nên cái người chứng tá và cái người bảo đảm cái đồng tin đó cho các con cái, cho các bạn của con nhé. Và quả thật ông đã làm. Mà tôi đã có dịp tôi đi Roma đấy, tôi tới bởi vì tôi là Phêrô mà con thấy tôi là Phêrô, cho nên tôi quý lắm. Thì tôi tới cái tượng của ngài nó bằng đồng đó anh em ơi, mà cái gần bàn thờ chính ở Roma mà ở Phêrô đó, đền thánh Phêrô đó đó, trời ơi, người ta rửa chân ông, cái chân của ông ấy nó tròn đó rồi, nó bóng lọn và người ta hôn đó, cứ hôn thế này này, có thấy không? Mà Chúa thấy rõ là Chúa nói rồi, đến khi mà suốt đời của ông khóc ăn năn vì cái vấn đề cái tội ông tối Chúa đó, đến nỗi cả hai cái mỏ ốc của ông đấy nó mòn hẳn đi thế này này. Trời ơi, tôi cũng là Phêrô thì tôi cũng cảm thấy tôi thương Phêrô có sức đi. Thương cũng có sức đi. Và anh em thấy nhá, khi mà ông đã nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại thật rồi đó, thì cái lòng của ông đó đó, mà ông đã được Chúa gọi con là đá đó, trên tảng đá này á, ta sẽ xây giáo hội ta trên tảng đá này, và quỷ ma quỷ hỏa ngục đó cũng không thể làm gì được. Và quả thật như vậy, anh em thấy ông ra ông nói chuyện về Chúa Giêsu, tất cả người đã đóng đanh bên ở bên kia đó. Vậy thì cuối cùng ra thì đầu tiên ông ra ông nói câu chuyện đó đó, mấy ngàn người trở lại, trên 3.000 người trở lại, anh thấy không? Cái sức nào mà nói để cho 3.000 người trở lại được, nếu không phải để con tim, tiếng nói của con tim thì nó xác đáng đó, là tôi đã tin và tôi nói cho anh em biết rằng cái người đó đó, trên trời dưới đất không có ai bằng, cái người đó đó là chính con một của Thiên Chúa xuống trần gian để mà cứu chuộc cái nhân loại và đưa chúng ta về địa vị là con cái của Chúa. Và bây giờ chúng ta phải có cái trách nhiệm bỏ mình đi, bỏ cái công ăn việc làm một phần làm đi, để mà làm một câu chuyện gì? Đưa Chúa cho kẻ khác, nói chuyện về Chúa cho kẻ khác. Mấy ngày hôm nay anh em có xem TV, xem tất cả, rồi biết cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Francisco chưa? Quái! Tôi thấy không lạ. Ông ở Argentina, và cuối cùng ra ông ấy là ông Jesuit, dòng tên đó, mà tôi đâu có biết. Mà lạ lùng á, khi mà ngài nói, ngài hoạt động đó, thì tôi thấy rõ ràng á, ông ấy là một con người rất là có cái tình thương. Tình thương ai? Tình thương kẻ nghèo. Francisco thấy không? Francisco thấy không? Đó, ông ấy thông thái lắm. Những cái bài của ngài nói rất là hay, những cái quyết định của ngài rất là xác đáng. Thì đúng là một ông cha Jesuit, bởi vì những cái người họ có học mà uyên bác lắm, dễ sợ lắm. Nhưng mà có một cái á, ông đi lung tung ông đi lung tung, ông vào nhà tù ông rửa chân, và bây giờ đang được khốn nạn cái ông rửa chân luôn có cho 2 người, một người thì biết lương và một người thì ai là hai cái người đó người nữ. Thành thử ra các đấng mà là xưa nay đã từng quen rồi đó, mà lo câu chuyện bình thường đó, thì bây giờ không biết làm sao mà giải nghĩa được bây giờ đó, bởi ông đang làm rồi đó, thấy không? Đó, thì anh em thấy không? Cho nên ngài nói rằng bây giờ đó là cái lúc chúng ta không phải chỉ có nói là tin bằng miệng, nhưng mà tin bằng sức sống của con tim của mỗi một người của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa là khi thấy ngài làm như vậy đó, thì tôi lại nghĩ đến dòng Chúa Cứu Thế thân yêu của tôi, và tôi là
một cái người ở trong dòng chúng cứ thế đi khắp mọi nơi để giảng tin mừng cứu độ. Tôi để nhớ đó, có một cái ông rất là đặc, Jacques Duhamel đó, và ông hàn lâm viên của Pháp đó. Thế đến khi mà thường thường những cái lễ đại lễ thế này ở Notre Dame Paris đó, người ta mời những cái ông thật thông thái bên nọ kia giảng thuyết được là tiên bay chân giấc gì lúc tô men cả đó. Ê, nhưng mà cuối cùng ra thì không biết là ông nghe cho vui hay là nghe để mà sống, mình không biết. Nhưng mà Jacques Duhamel đó, chủ tính đó, đi vào nốt ở Paris để mà nghe câu chuyện đó. Nhưng mà đi qua một cái nhà thờ ở Sorbonne đó, của Paris đó, thì thấy nó đầy cả trong và ngoài, đầy thế này nè. Cuối cùng ông có lò mò vào, ông xem có cái gì xảy ra như vậy. Té ra một ông trai dòng chú cứ thế đang giảng về tình yêu của Chúa. Chúa chịu nạn, chịu chết vì chúng ta, Ngài đã sống lại vì đức tin của chúng ta. Và nhờ cái vấn đề đó, Joshua Rame đã nhận thấy có một cái gì đó giữa hai người, người nghe và người nói đó, nó làm cho bật mí lên một ánh sáng đức tin. Và cái mến đó đó, nó đã thúc giục cho Joshua Rame, ông ta phải sao ông ta trở lại đạo. Và ông ta viết sách, nhiều sách rất là hay. Và tôi đã cũng có dịp để đọc những cái vấn đề đó. Cho nên anh em thấy đó, cho nên Đức Giáo Hoàng nói bây giờ không phải chúng con nói vậy thôi đâu nhé. Bây giờ chúng còn ở đây thấy không? Nhớ cái nãy anh Huỳnh John của tôi đó, anh nói bây giờ chúng con phải làm việc gì? Thứ nhất là về gì? Không phải ngồi đây mà thôi nhé, không phải tới đây mà xin ơn bên đó mà thôi nữa. Chúng con phải đi chỗ nọ chỗ kia đó để mà xin cái gì? Vận động, vận động nhé, cho ông cha, ông cha chưa buổi diệp mình chốt thỉnh nguyện thư thế không? Rồi những ơn lành mà anh em được đó, anh em chia sẻ. Và tôi rất là quý cái ông mà cái là Tạ gì đó, Tạ Minh Chí. Là bởi vì ông ấy là tỉnh trưởng nhá của Westminster của chúng ta đó, đó thấy không? Mà một con người như vậy đó, còn trẻ, rất là tốt, gia đình rất là ngon lành. Ông ấy tới đây, ông cũng như là một người con cái của Chúa vậy. Chia sẻ rất là vui vẻ, rất là đơn sơ. Đó thấy không? Đó, những con người phải như vậy. Thì đây, cái mẫu gương ấy, là Đức Giáo Hoàng Francis là như vậy đó. Đó, cho nên anh em thấy, cho phải bỏ nhà, bỏ cửa đi mà làm cái câu chuyện đó. Đi tìm con chiên lạc, đi tìm con chiên lạc. Và bây giờ, thế hệ bây giờ đó, họ đòi hỏi cái vấn đề đó. Chứ không phải là ngồi cao cửa rộng rồi chạy lung tung beng cả được. Nghĩ như thế là xong đâu. Cho nên kính thưa anh chị em trong ngày hôm nay đó, anh em thấy cái sự tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại khó lắm. Mà nếu mà chúng ta không dùng cái trí óc của chúng ta qua con tim của chúng ta thúc đẩy đó, thì không thể nào mà chúng ta có thể tin một cái sáng đáng để mà chúng ta làm việc cho Chúa được. Và chính ở cái điểm đó mà trong ngày hôm nay đó, chúng tôi tới với anh em để chia sẻ với anh em những cái điều mà Chúa soi sáng đó. Cho nên cái bài phúc âm vừa qua đấy, anh em thấy đó, không phải là ông Trâm Trương Bùi Diệp ông làm đâu nhé, nhưng ông ấy chỉ có cái sức cầu nguyện về đời thánh thiện của ông ấy, về cái tình thương của ông ấy đối với dân chúng đó, cho ông bầu cử cho chúng ta mà chúng ta được những ơn lành phần hồn cũng như phần xác là như vậy đó. Anh em thấy mấy cái người khi mà các thánh tông đổ đi, không, tôi không có gì đâu, không phải tôi. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi cho anh cái này, tôi cho anh cái khác. Chứ không phải là cá nhân đó làm, nhưng mà chính Chúa ở trong cái con người đó làm những cái rất là đẹp đẽ để mà khơi nguồn tình yêu giúp đỡ cho người ta tất cả. Cho nên kính thưa anh chị em, tôi mong rằng cái là trong cái năm 2013 này á, đặc biệt những anh chị em có cái lòng tốt tới đây với cái sự mà hy sinh đó của anh chị em đó, đối chúng ta hợp tác với nhau để trong cái năm 13 này đó, chúng ta phải đạt tới cái đích của chúng ta trong cái năm 13 này. Chứ còn năm sau tôi không biết thế nào. Bởi vì Chúa cất về đúng nào tôi không biết, phải không? Đó, cho chúng ta phải cố gắng làm việc đó. Để xin anh Huynh là anh cố vấn trong cái vấn đề quản trị, và chị Huynh là chị Hương đó, Huynh Hương đó là chị hội trưởng của cái tổ chức này,
và tất cả những anh em khác ở kia đó có một cuộc họp về vấn đề đó, và chúng ta sẽ làm đặc biệt nhất là ở trong cái miền Tây Nam Hoa Kỳ trước. Và bởi vì tôi đã là chủ tịch cái miền này thì mong vợ thì các cha họ cũng thương, họ cho cái vấn đề đó để cho trọng nhập đến tận nơi để mà làm một cái chuyện đó. Rồi những cái nọ cái kia đó, chúng ta ở đây có đủ mọi phương tiện để mà quảng cáo, đủ phương tiện để nói về tình thương của Chúa, để nói về cái ơn lành qua chương buổi chiều mà chúng ta được. Rồi thì xin Chúa cho chúng con trong cái mùa phục sinh này để tái ngược lại là một đời làm con cái của Chúa, và chúng con sẽ sống đáng là con cái của Chúa hơn giữa trường đời để làm công việc phục vụ cho tất cả những người xung quanh. Để xin được chúc lành cho tất cả những nguyện vọng đó, và qua cho chương buổi dẹp cầu cho chúng con được thực hiện những ơn lành đó. Lạy Cha chương bưu diệm, lạy Cha chương bưu diệm.